Ngày 4 tháng Giêng vừa qua, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ ông John Kirby cho biết Nga đã sử dụng nhiều tên lửa đạn đạo do Bắc Triều Tiên cung cấp để phục vụ cho cuộc chiến xâm lược Ukraine. Với quyết định này của Bình Nhưỡng, một trục tên lửa ma quỷ đang dần hình thành, đồng thời đặt Hoa Kỳ cùng các đồng minh phải đối mặt với một thách thức to lớn trong dài hạn. Tuy Nhà Trắng không nêu cụ thể loại tên lửa nào, nhưng theo các hình ảnh do ông John Kirby cung cấp, nhiều chuyên gia phân tích quân sự cho rằng đây là loại tên lửa đạn đạo tầm ngắn SLBM, loại KN-23 và KN-24 có tầm bắn là 900 km. Loại tên lửa hoạt động bằng nhiên liệu rắn này đã được Bình Nhưỡng cho thử nghiệm lần đầu vào tháng 5 2019, được thiết kế bay ở quỹ đạo thấp, có thể tránh được hệ thống phòng không và có thể so sánh tương đương với loại tên lửa chiến thuật MGM-140 ATACMS của Mỹ. Hãng tin Anh Reuters ngày 5 tháng Giêng trích dẫn các phân tích từ nhà nghiên cứu người Hà Lan, ông George Olimans, chuyên gia về quân đội Bắc Triều Tiên, cho rằng dòng tên lửa này không liên quan gì đến loại tên lửa 9K-720 Iskander của Nga, mà đúng hơn mang nhiều đặc tính của dòng tên lửa Hwasong-11 của Bắc Triều Tiên, loại KN như đề cập ở trên. Nếu đúng như lời tố cáo từ Mỹ và Hàn Quốc, thì việc Bắc Triều Tiên cung cấp tên lửa SLBM cho Nga là một hành động leo thang đáng kể, vi phạm các lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc. Với tên lửa này, Nga có thể tấn công các cơ sở hạ tầng dân sự ở xa tiền tuyến và kéo dài cuộc chiến xâm lược Ukraine. Diễn biến này xảy ra vào một thời điểm quan trọng khi cả Moscow và Kiev đều cần thể hiện khả năng duy trì lực lượng của mình trong bối cảnh xung đột đã thực sự trở thành một cuộc chiến hao mòn. Tuy nhiên, theo ông Danny Roy, một chuyên gia về Đông Bắc Á, thì tiến triển mới này còn củng cố một xu hướng tất yếu khác, đó là sự hợp tác giữa các đối thủ của Mỹ nhằm phá bỏ thế thống trị của Washington trên trường quốc tế. Nghĩa là Trung Quốc hỗ trợ vật chất, còn Iran thì cung cấp tên lửa và thôn cho Nga. Giờ với sự tham gia của Bắc Triều Tiên, người ta nói đến một liên minh chống cái điều mà họ gọi là cuộc chiến ủy nhiệm giữa khối Nga-Trung với phương Tây do Mỹ dẫn đầu. Trên trang mạng National Interest, vị chuyên gia về an ninh châu Á-Thái Bình Dương này phân tích, quyết định cấp vũ khí cho Nga là một phần trong chiến lược mới của Bình Nhưỡng, cùng với việc bác bỏ các nỗ lực mở lại đối thoại với Mỹ, từ bỏ mục tiêu hòa giải và thống nhất đất nước, cũng như là cam kết không từ bỏ vũ khí hạt nhân. Đối với lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, lợi ích của ông sẽ được phục vụ tốt hơn nếu liên kết chặt chẽ với Trung Quốc và Nga. Đương nhiên, quyết định này của Bình Nhưỡng cũng sẽ thúc đẩy Seoul có phản ứng mạnh mẽ. Hàn Quốc có thể từ bỏ chính sách cấm cung cấp vũ khí cho một nước đang có chiến tranh. Về phần mình, Washington cũng không thể gia tăng các trừng phạt vốn dĩ đã tỏ ra kém hiệu quả, và nhất là cũng không thể trông chờ vào các hành động đáng kể của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc do Nga và Trung Quốc luôn dùng đến quyền phủ quyết. Nhưng sự leo thang này của Bình Nhưỡng đã cho thấy uy tín của chính quyền Biden bị sức mẻ khi tỏ ra quá thận trọng, từ chối cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine. Ông Danny Roy cho rằng cái giá phải trả cho sự nhu nhược này của Mỹ sẽ là rất cao, không tài trợ cho Ukraine chẳng khác nào giúp khối Nga-Trung gia tăng sức mạnh. Việc Bình Nhưỡng quyết định đóng một vai trò tích cực hơn trong một xu thế lớn nhằm lật đổ các chuẩn mực và thỏa thuận toàn cầu do Mỹ thiết lập còn là một dấu hiệu khác cho thấy rằng cái giá mà Mỹ phải trả để duy trì vai trò lãnh đạo thế giới ngày càng tăng. Chi phí này không chỉ bao gồm nguồn tài trợ bổ sung cho Ukraine mà còn cả việc mở rộng đáng kể các cơ sở công nghiệp quốc phòng. Trong tầm nhìn này, tác giả kết luận, ông Kim Jong-un và các đối thủ khác của Mỹ có vẻ đã sẵn sàng cho một cuộc đấu dài hơi.